Tôi xin kính chào các bác ạ. Tại cái video ngắn này tôi sẽ giới thiệu các bác một cái đối tượng sâu hại nguy hiểm bậc nhất của cây nhất chi mai. Trong đó thì cái tháng 4 này này lại là cái thời điểm mà nó gây hại phổ biến nhất. Thì chúng ta sẽ quan sát trên các cái đầu ngọn của cây nhất chi mai, nó có các cái ngọn nó sẽ bị héo. Thì đấy nó gọi là cái hiện tượng mà do con sâu đục ngọn trên cây nhất chi mai nó hại. Thì đối với lại cái cây sâu đục ngọn này này thì nó có một dòng thôi, đó là cái sâu đục ngọn, nhưng mà nó lại có cái đối tượng cây trồng hại là nhiều hơn. Trong đó có ba cái cây chúng ta rất hay gặp. Thứ nhất là trong cái cây cảnh thì là cây nhất chi mai. Thứ hai nữa là trong cây hoa đào, cũng là một trong những giống hoa cảnh, thì nó cũng cùng họ hoa hồng với lại cây nhất chi mai này, và nó cũng bị cái đối tượng sâu ngọn đó. Và thứ ba nữa là cây mận, cây mận ăn quả đây các bác. Mận đây là mận miền Bắc nhé, chứ không phải là cây mận miền Nam đâu. Cây mận miền Nam thì ngoài Bắc gọi là cây roi. Thế thì vì ba cái cây là cây đào này, từ đào thất thốn cho đến đào phai, đào bạch, đào bích, đào ăn quả đều có cái đối tượng đó là cái này, cái sâu đục ngọn này và cây mận, là ba cây cùng họ hoa hồng. Thì tôi sẽ giới thiệu các bác cái triệu chứng của nó này. Đây các bác này, đây là những cái mà bị lâu rồi các bác nhé. Đây, cái ngọn của nó ở tay tôi chỉ đây, đấy là bị héo một tí đầu ngọn này các bác này. Đấy, thế rồi là cái ngọn này đây các bác này. Đấy, ở cái tay tôi nhìn các bác thấy đầu ngọn này không? Đấy, đấy là nó cũng đã bị rồi. Thế rồi là cái ngọn này. Đây các bạn, cái ngọn này lúc nãy thì để phục vụ cái video này tôi đã xé nó ra rồi các bạn. Đấy, tôi đã xé là ngọn nó bị héo cái này này. Đấy, bị rất là nhiều rồi. Đây, ở đây là có ba cái đều bị này. Một này, hai, vậy cái này tôi xé đầu ngọn này này. Hai, ba, đấy, đều bị hết rồi. Tôi sẽ cho các bác biết cái ngọn đặc trưng của nó vừa mới bị xong cách đây 2 ngày các bạn. Đấy, đây là cái ngọn mà vừa bị cách đây 2 ngày. Thì tôi sẽ xoay cho các bác xem, nó bắt đầu héo cái ngọn lại. Thì một số bác cứ bảo là nó bị bệnh gì, nhưng thực ra nó bị sâu thôi nhé. Ở đây thì có một cái ngọn là còn tươi, bên tay phải các bác nhìn đó, thì là còn tươi. Tức là cái ngọn này này, thì nó vẫn còn tươi này. Thì ngọn cái ngọn bên này thì đã bị héo rồi. Thì tôi cho các bác coi cái hình ảnh mà nó vừa mới héo xong được mấy hôm. Đấy, đây các bác này, cái ngọn này nhá thì nó đã bị héo rồi. Đấy, và ở đây thì tôi có thêm, ngoài nó gió quá tôi phải đưa vào trong này dùng ánh sáng để xử lý các bác. Đây là cái ngọn nó bị đây các bác này. Đấy, thì tôi sẽ thực hành cùng các bác là sẽ kiểm tra lại, tách nó ra xem là nó có cái con sâu ở trong đó hay không. Thì tôi sẽ cho các bác coi một cái hình ảnh của cái cành mà nó bị cách đây 3-4 hôm rồi, nó đã héo cái ngọn rồi. Thì đây chính là cái ngọn mà nó đã được con sâu này nó xử lý chưa? Nó ăn mất khoảng đây khoảng độ 1 tuần về trước rồi. Đấy, thì các bác là nó bắt đầu nó vào cái nõn. Thế sau đó là nó chạy dọc xuống và nó ăn cái phần thịt đấy. Thịt cái lõi của cái ngọn non này này. Đây các bác, đấy. Thì là nó đấy, nó héo như vậy, rất là nó cục vào, nó cục ra. Đấy, thì đấy là cái ngọn này. Đây cũng là cái ngọn tiếp theo này, cũng đã bị héo rồi. Thế còn đây là cái ngọn mà vừa bị cách đây 2-3 hôm này. Đấy, tôi xin minh chứng cho các bác, đây cái ngọn này thì nó vừa bị xong, và tí tôi sẽ bóc ra cho các bác thấy con sâu vẫn đang nằm trong đấy. Thế và cái này cũng thế, tôi khẳng định các bác con sâu vẫn nằm trong đấy. Thế nhưng mà với hai cái anh này thì con sâu nó đã đi làm kén làm tổ rồi, tức là nó già, nó đi làm kén rồi, nó không nằm ở đây nữa. Thì sau đây tôi sẽ bóc cho các bác coi. Như vậy tôi xin để trên cái tờ giấy trắng để chứng minh và để cho các bác hình ảnh, thì hai cái ngọn già này này mà nó đã ăn từ lâu rồi á, thì là cái con nó đã trốn mất rồi các bác. Nó trốn rồi, nó không còn ở đây nữa và nó đi làm kén rồi. Thế còn quay sang bên này là đây là hai cái
ngọn non mà lúc nãy tôi giới thiệu đấy, và tôi đã bắt được hai con sâu ra đây rồi. Thì thưa bác rằng đây, hai con sâu này tôi kiểm tra thì nó có tạo tơ vậy em. Như vậy nó tạo tơ để mà nó bỏ trốn và nó sẽ để đi tìm nơi kén đó. Thì cái ngọn này này, ngọn này các bác này, thì là nó có con sâu non ở đây. Đấy, tôi hy vọng là tôi có thể quay được cái nét cho các bác. Đấy, đây con sâu các bác nhá. Nó đang bò, tôi sẽ gậy gậy cho các bác thấy là nó chạy ngay đấy. Đấy, con sâu à. Đấy, con thấy chưa? Đấy, con sâu, đấy là con sâu. Đang bò đấy. Nó có tơ các bác. Thì đây, cái ngọn này thì con sâu đó, nó đang ngọn ngoại đây. Đấy, thế và ngọn bên này thì đương nhiên rồi, anh bạn sâu đang ngọn ngoại đây các bác nhé. Đấy, và cái ngọn nó, đây tôi xé ra thì nó bị tước đây các bác này. Đấy, nó bị thủng ở giữa đây. Vết ăn của nó đây các bác nhìn cái đầu. Bây giờ tôi chỉ đây, vết ăn nó chui vào. Và con sâu đây, chỉ cái đầu sâu đây, đầu nó đen đen đây các bác nhé, đang ngọn ngoại đấy. Anh bạn đang ngọn ngoại đấy, đấy. Là con sâu đục ngọn các bác nhé. Như vậy là chúng ta đã theo dõi được cái hiện tượng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó. Thì sau khi chúng ta phát hiện ra những cái lá trên ngọn ấy nó héo, cái đầu ngọn nó héo như là tôi đã giới thiệu khi nãy, thì cái tỷ lệ nó càng ít thì càng tốt, chúng ta xử lý nó càng hiệu quả. Thì chúng ta dùng cái thuốc Actra này, chúng ta phà vào bình và chúng ta phun thì nó sẽ rất là hiệu quả. Thì cái trong cái tháng 4 dương lịch ạ, nó rất hay phát sinh cái con sâu đục ngọn này. Tuy nhiên á, thì trong năm 2022 này tôi có theo dõi kể cả từ cây đào, cây mận cho đến cây nhất chi mai này, nó cũng bị cái tỷ lệ ít hơn. Thì tuy vậy chúng ta bắt buộc phải xử lý nó, chứ nếu không á, là khi nó làm cắt cái, ví dụ cái ngọn này các bạn này, là nó ăn một ngọn ở trên này thì sau đó nó túa các cái ngọn mới ra và nó sẽ làm cây rất là xấu, bởi vì cái ngọn nó bị con sâu nó ăn, không khác gì mình cắt ngọn ở phía trên chót vót ở trên cao ạ, dẫn đến là nó cứ túa cả những trên cao, dẫn đến cái cây nó rất là xấu. Vậy nhé, xin được cảm ơn các bác đã xem video, mong rằng các bác sẽ xử lý cái con sâu này nó thật là triệt để. Xin chào các bác.